giảng dạy nên người lớn khôn trưởng thành, con đừng chơi bời làm việc tốt đẹp cho đời, mong rằng con trở thành người hoàn hảo và tài giỏi. Chợt nhìn người cha hiền mẫu mực, giờ say con rượu con bạc, không tham những lần cha lại ăn nhậu khiến nhà mình như rơi vào sa mạc. Gia đình nơi sống chật vật hạnh phúc giờ tàn nát, nhưng tôi hư lông trượt dài từ lâu chẳng buông chẳng buông chẳng buông. Gái gu say xin cờ bạc đỏ đen cũng chơi lang lộn, làm con cái này lạc bước do cha làm gương, làm hạnh phúc nơi gia đình tan thương. Nước mắt đau khổ của mẹ làm cha bỗng nhìn ngần ngơ ngần ngơ, thương tinh như thoát mộng mịt từ lâu vân vờ cầu xin xưa sai lầm lỡ thiêu đốt thành cho và cuộc sống bên gia đình như mơ. Chợt nhìn người cha hiền mẫu mực, giờ say con rượu con bạc, khóc than những lần cha lại ăn nhậu khiến nhà mình như rơi vào sa mạc. Gia đình nơi sống chật vật hạnh phúc giờ tàn nát, nhưng tôi hư ông trượt dài từ lâu chẳng buồn chẳng buồn chẳng buồn. Gái ngu sẽ xin cờ bạc đỏ đen cũng chơi lan luôn, làm con cái này là phước cho cha làm gương, làm hạnh phúc nơi gia đình tan thương. Nước mắt đau khổ của mẹ làm cha bỗng nhiên ngân ngơ ngân ngơ, thương tinh như thoát mộng vì từ lâu vân vơ cầu xin xưa sai lầm lớn theo đốt thành cho và cuộc sống bên gia đình như mơ.